Sử Hanh Nguyễn, trung tâm Auto Hanh Nguyễn xin được trân trọng kính chào tất cả các bác, anh chị, các bạn và các em nhé. Đây là công đoạn cuối cùng Hanh Nguyễn test bộ hát karaoke. Thì bộ hát này nó có làm hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là nghe nhạc và nhiệm vụ thứ hai là hát ca. Thì đây Hanh Nguyễn sẽ test cho bác Thái. Thì đây là chế độ 2, chế độ nghe nhạc. Bác không cần phải chỉnh gì về phần máy. Chế độ 1, M1 mà ấn là để bác hát ca này. Bác nghe nhé, thay đổi này. Đấy, chế độ này để hát. Và chế độ 2, bác muốn nghe nhạc, bác chỉ cần ấn Z1, M2. Lập tức là nó sẽ rồi ra cái âm hết sức cả trong sạch, chi tiết. Và hôm nay trực tiếp giám đốc Hanh Nguyễn đã ngồi cân chỉnh toàn bộ cái giải tần equalizer, tiếng check, tiếng bass, tiếng mic, mic chung, mic check, rồi là tiếng bass sâu, bass lông và bass cao một cách chi tiết, cụ thể và trong sạch. Đây là một bản Hanh Nguyễn test bản nhạc không lời, bác nghe một, tất cả là chi tiết. Và bây giờ Hanh Nguyễn test một bản nhạc có lời. Cái nhạc này Hanh Nguyễn lấy hoàn toàn trên mạng, nhạc free, không phải là chất lượng cao. Một ca khúc đáp bộng tình, các bạn cùng nghe tiếng trống nhé. Tiếng xét, tiếng chung và giọng ca sĩ nó sẽ lồng với nhau một cách hết sức hài hòa và chi tiết. Xây giấc mộng ban đầu. Bác nghe tiếng ập bình của tiếng bát, tiếng dốc rách nhẹ tan của tiếng chép và giọng ngọt ngào tha thiết của ca sĩ. Trước mặt quý vị là đôi BMW CS3000 và một đôi DK. Sau anh Nguyễn là mời một ca sĩ đồng thời là phó giám đốc Anh Nguyễn tất ca khúc Khóc Thầm để kiểm tra bộ karaoke cho bác Thái. Hôm nay em cho ít eco thôi. Làm hơi thở giờ đây mới yêu.
đời anh. Quý vị và các bạn đang được chứng kiến buổi tường thuật trực tiếp bộ hát 27.100.000 Tết Bắc Thái. Đây, bộ hát Thanh Nguyễn đã sử dụng một hai ống lớn, một đôi loa đến từ Vương quốc Anh, với loa đến từ Nhật Bản, hàng đầu về âm thanh trên thế giới, với một ca khúc khóc thầm. Sau đây Thành Trung Nguyễn đã thể hiện một cách hết thành công trên một bộ hát đẳng cấp chuyên nghiệp cho trực tiếp giám đốc Thanh Nguyễn phối hợp và lắp ráp cân chỉnh. Tiếng bát rất ập ịch mà sâu gọn tròn, tiếng chép thì là róc rách nhẹ tan, giọng trung ngọt ngào giá diết. Đó là một bộ hát karaoke vừa nghe nhạc vừa hát được mà anh Nguyễn sắp hát hai chế độ M1 và M2. Em ơi, từ đây cách biệt nhau đường xa có lại người nhiều, còn đời này đắng cay trăm chiều. Ba bốn năm rồi một ngày chưa xong cả đời anh. Cảm ơn ca sĩ Thành Trung Nguyễn nhá, một ca khúc hết sức tuyệt vời đã lắng động. Và giờ cũng để chế độ này, anh Nguyễn sẽ chuyển chế độ nghe nhạc của nhá, cùng một bài beat bác nghe nhá. Đây là chế độ 1 anh nhá, chế độ 2 anh chuyển nhá. Rất là khác nhau đúng không, thay đổi hoàn toàn luôn. Bác có thể giảm mà dùng remote để giảm tiếng nhạc lại được. Đây, tăng nhạc lên, giảm nhạc. Mà trong quá trình mà bác hát đấy, có thể bác giảm echo. Em đặt chế độ là 42 echo cho người hát không biết hát. Còn những người làm hát tốt thì bác để em 39-38. Chế độ mix là 45 bác định. Và chế độ nhạc khởi động là 25. Có thể tùy biến được trong từng chế độ, bác có thể tăng giảm nhạc ở nút remote này là thoải mái. Thì đây là cách mà anh Nguyễn đã set up cho rất nhiều các bộ hát trên toàn quốc. Mua 1 được 2, được 1 chế độ hát karaoke, chế độ 2 là chế độ nghe nhạc. Thì đây bộ hát anh Nguyễn rất cầu kỳ trong quá trình phối ghép. Đây là công đoạn cuối cùng để hoàn thiện bộ hát chuyên nghiệp. Thay mặt trung tâm điện tử anh Nguyễn và trung tâm audio anh Nguyễn thì cảm ơn bác Thái rất nhiều và chúc bác luôn thành công trong cuộc sống.